bạn. Âm thanh này được phát ra từ dàn loa laptop đó các bạn ạ. Và ngay bây giờ Thảo Vy sẽ cùng giới thiệu cho các bạn về dàn loa này nhé. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Đây là một sản phẩm được sử dụng cho những phòng karaoke cao cấp. Và theo thống kê thì có khoảng đến 70% những phòng karaoke VIP ở Sài Gòn sử dụng cặp loa này. Bởi vì sao ạ? Hiệu quả của nó mang lại thì ngoài sức mong đợi luôn. Còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những tính năng đặc biệt của cặp loa laptop UV10 này nhé. Với thiết kế đầy ấn tượng, hình trụ tam giác khá độc đáo, vỏ loa sơn đen sần nhìn chắc chắn, khung loa bo cong khá mướt mắt, màn lưới loa phủ kín mặt trước. Mặt sau thiết kế đơn giản gồm hai cổng kết nối. Về tính năng tiếp theo của loa laptop đó là đạt công suất cực đại có thể lên đến 1000W, đánh nhạc chuẩn phòng karaoke trên 50m2, âm nội lực tròn đầy, nghe rất là bắt tai, nhạc mạnh đánh rất lực nhưng lại không bị tức, nhạc nhẹ xuống rất sâu nhưng lại không mang đến cảm giác hụt hẫng. Hát karaoke thì chỉ cần lấy hơi nhẹ nhàng thôi. Loa laptop UV10 tự động cân bằng giọng ca ra loa. Giọng ca ra loa dễ bắt tai hơn, giọng trầm rõ, sắc và ấm hơn, giọng cao bớt chói, mượt và mềm mại hơn. Loa laptop UV10 trang bị hệ thống tản nhiệt tiên tiến, tích hợp mạch chống cháy loa, hoạt động liên tục không rè vỡ tiếng. Ngay bây giờ, VDI xin được đánh giá ưu nhược điểm của cặp loa laptop UV10 này nhé. Về ưu điểm thì chúng ta hãy cùng quan sát có 5 ưu điểm. Công suất lớn cực đại lên đến 1000W, chơi hay mọi loại nhạc cụ và hỗ trợ cho mọi giọng ca. Ngoài ra tiếng bass dày và dứt khoát, hoạt động ở cường độ cao. Còn nhược điểm thì thế nào? Chúng ta hãy cùng quan sát. Nhược điểm chỉ có 2 nhược điểm nho nhỏ thôi, là chỉ phù hợp với những phòng hát rộng bởi vì âm thanh rất là cực đại đúng không ạ? Những phòng hát nhỏ thì phải cẩn thận nếu không sẽ dội âm đó ạ. Và giá thành thì khá cao nên chỉ phù hợp để phối hợp với các thiết bị karaoke cao cấp khác. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã vừa tìm hiểu và đánh giá xong về chiếc loa cao cấp laptop UV10 chuyên dành cho những phòng karaoke kinh doanh rồi đúng không ạ? Và nếu như mà ai muốn trải nghiệm về chất lượng của cặp loa cao cấp này thì hãy nhanh chân đến với showroom của VDI, các bạn sẽ được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Và với những ai mua hàng ngay tại showroom thì sẽ nhận được một mức giá ưu đãi thấp nhất trên thị trường hiện nay, đó là chỉ 18 triệu đồng mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.